Tử vi ông đồ chào quý vị. Nay tôi xem tiểu hạn năm quý mão 2023 xong lá số tử vi bắt tự của bạn Y Linh. Bạn Y Linh sinh vào 19 giờ 30 phút ngày 23 tháng 2 1993 dương lịch. Bắt tự là giờ Bính Tuất ngày Ất Hợi tháng Ất Mão năm quý dậu. Năm nay tiểu hạn 2023 là năm quý mão, cung mão rơi vào cung tài bạch, cung gốc là cung sửu, cung mùi là quan lộc của cung gốc là dậu, cung hợi là cung mệnh, cung gốc là tỵ thì dự báo một năm khá là phát triển về kinh tế khi có tả phù ở cung mệnh là cung hợi cung mệnh có hiếu bật ở cung mùi tức là quan lộc ân quang ở cung máu tức là cung tài bạch à, làm việc có người giúp sức sự nghiệp khá phát triển khi có ân quang giải thân và nhiều người có tài đức có địa vị xã hội có thể sẽ tạo cho mình một việc làm mới một môi trường mới người giúp là người có địa vị có thể cho mình công việc và phượng cát và hoa cái là người có địa vị đó tuy nhiên vì phạm phảo thái tuế ở quan lộc lại có sao đại hào đắc địa thì ngó sang cung máu tức là tiểu hạn chính có sao kỳ riêng đắc địa và quan phù thì chú ý vì ngã bấp mổ rẻ hay là thương tật mà phải mất nhiều tiền chữa cung tài bạch có thái dương thái âm đồng cung mà nằm ở tiểu hạn cung máu nếu kinh doanh làm ăn thì phải làm đại lý cho các thương phẩm nổi tiếng hoặc tự mình à, là tạo dựng thương hiệu à, thái dương ám chỉ nói đến cái tán tức tán tài do mối quan hệ xã hội hoặc do tính cách vì vậy ở đây có thể hiểu à, do bạn này là chính à, thái dương mà hóa khoa ở cung tài bạch có hóa khoa miếu địa thì vì theo đuổi binh hoa phú quý kiểu làm sang à, thích sang trọng mà tán tài thích được người khác chiều mình chăm lo cho cuộc sống của mình thái dương thái âm ở cung sửu tức cung tài bạch cung tiểu hàn mão thì về cơ bản mất trước rồi có sau và được lợi nhất là cung sửu mà bạn ấy cung tài nằm ở cung sửu thì điều đó có tiền về sau là rõ ràng à, lại thêm yếu tố sinh vào buổi tối gặp tả phụ hiếu bật tiên khôi thiên việt văn xương văn khúc mà không gặp các sao sát kỵ chủ về phú mà còn quý nữa có điều cần phải tự mình tạo dựng sự nghiệp, tuy có phúc ấm tổ tiên nhưng không được uh, hưởng được trọn vẹn. Long trì ở cung tiểu hạn, đồng cung phượng các hoa cái, cung hợi có tả phù thiên má, cung mùi có hữu bật thiên giải thì năm sau dễ có tình yêu hoặc là số lấy chồng, uh, có thể chồng hơn tuổi và từ đó có thể đời của cái bạn này uh, sẽ thay đổi từ tích tụ tài sản, có danh phận nguyệt hạn tháng 3, tháng 4, tháng 9, tháng 10 rất là tốt trong năm 2023. Và quý vị đặt lịch xem lá số tử vi để định hướng tương lai cho mình thì để lại comment và qua số điện thoại Zalo trên màn hình